bụi lăn khủng. Quay làm gì? Quay cho mấy bạn trên Facebook coi bụi lăn khủng. Quay làm gì? Ôi giật. Một ký 500.000. Không biết tên là gì. Dạ Phi. Dạ Dạ Phi à? Lúc này em mua cũng là như cây Dạ Phi đúng không? Lúc này em cũng mua là Dạ Phi đúng không? Đấy, bụi lan khủng Dạ Phi. Hoa ra kia à? Biết thế nào? Được chưa? Em ngửi xem thơm không? À, thơm ghê chứ. Thơm. Đây là dân chơi của chúng ta. Hôm nay là mấy? Hết hai bụi này là hết mấy đây chị? Được mấy? Mấy? Được thơm. Bạn hiểu bây giờ được chỗ 3. Là hai bụi này chỗ 3? Không, sẵn chỗ 4. Chỗ 7, chỗ 8 gì đó. Hai bụi này chỗ 8? Hai bụi đây, hai đường rưỡi. Hai bụi là hai chục rưỡi. Hơn vài tổ. Thằng kia anh mua hết rồi. Đúng rồi, dân chơi của chúng ta, dân chơi lan. Ủa, cái chúc Phật bà này mua bao nhiêu anh? 2 tiếp rồi. Tao tự em không biết đâu. Ôi mày đập tiêu rồi. Sao mua đây? Mua đem chơi. Ba chục bán không? Tao mua rồi. Tao mua 50. Ai mua? Ông này đi ông rồi. Này em sai thôi mà. Mua rồi à? Thế thôi. Lấy 40 không chịu. Lấy 30 ông kêu. Tại trên mạng là bảo có trăm bao nhiêu nghìn một ký thôi. 130 ký là tính ra là 30 là được rồi. Ba kiếm ký làm gì có. Tao bán rồi. Đây là hàng thường bình à. Bữa nay kiếm ký là tất loại có mạng lên là thuốc mà chứ. Ông mới mua rồi à, buồn ghê. Xem. Cái bà này mình chốc mình lượm trên kia về mình vứt đi không rồi. Nó đang chở được đi ra rồi, đừng bảo. Hay vậy. Thôi, thế được rồi. Đây là cái đầu cá ta có đi ra tận năm. Chỗ phiên lan rừng khủng. Hoàng hậu bán mấy bà? Bán mấy? 50. Đây này sống sống à. Ba chục nhá. Không ai đâu mà nhìn thấy. Đây đây cô. Nha. Được không bà? Lấy đi. Từ từ để coi nữa. Hoàng hậu đó. Sống sống nhá. Đang ra bông này. Ít dày luôn này. Bông này á bà? Bông á. Đây bông, đây bông, bông thân này. Đây bông này. Đây như vậy nè, bông thân nè. Lấy nè, lấy hàng, lấy hoàng hậu. Lấy bông. Bỏ 50. Hả? Bỏ 50 đi bà ơi. Cái gì? À cái này là bán bao nhiêu nhỉ? Bỏ đó 70. Bán lại 40 đi. Bao nhiêu? 40 nhé. 5. 40 đi. Yeah.
đi. Bạn cho 40 nhé. Nhá. Đi, bạn cho 40. Nha. Thôi, đây đâu, bữa sau. Mai bữa bữa nào thứ hai bán nữa không? Không biết nữa, sợ không phải làm. Đưa 50 đang ăn người ta bấy công. Mua nhiều mà. Mày ba. Mua nhiều bây giờ nó mua cả 20 lên, mua nhiều. Đi, bữa sau mua tiếp. Bữa nào tới chẳng mua là ba, đi. Trời ơi. Nha. Yeah.